Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với lại cái chương trình bắn súng buổi trưa do mình và bạn bé Tina nha, bé Tina. Đó. Tina bé sữa nha. Đó. Rồi bây giờ bé sữa muốn nhảy đâu? Đi chạy. Lựa đi. Muốn chạy. Chạy sao vậy? Nhăn thôi. Đó. Xuống quảng trường đi. Rồi chúng ta xuống một quảng trường nha. À, bây giờ hai cha con sẽ cố gắng giành top 1 nha. Mà nhả lẹ quá vậy. Mà có thể có địch ở xung quanh không? Nếu mà có địch xung quanh thì mình sẽ xử thôi. Yes.
Yes.
Yeah.